ơi, ghé chỗ này ăn bánh khọt nè, có tôm mực sữa nữa cả nhà ơi. Wow, hấp dẫn, hấp dẫn. Mọi người đang đổ bánh khọt nè. Hấp dẫn quá. Ui, mỗi lần đổ là nhiều dầu vậy hả? Quá trình luôn. Có tôm ý, mình ăn bánh khọt mực. Em một dĩa bánh khọt mực với lại một dĩa bánh khọt tôm, là hai dĩa ngồi trong này. À, hấp dẫn, hấp dẫn. Quay tí xíu ra xem hai cô làm bánh khọt cái. Nhìn hấp dẫn quá cả nhà ơi. Wow, wow. Thì ra là phải đổ nước dầu nhiều như vậy. Ở nhà mình đổ dầu ít lắm. Cô nói là dầu nhiều như vậy thì bánh nó mới không bị cháy. Mình không biết hèn chi mình đổ ở nhà nó không có bạch ra giống như vậy. Fancy one here, huh? Yeah. I want try the sweet one, you try the shrimp one. Wow, cả nhà xem một đĩa rau tươi ngon ghê không? Wow, đây đồ chua nè, đó, nước mắm bên đây, đó. Bánh kho. Ông xã nói là ở bên Mỹ vợ toàn làm bánh khọt ăn. Thế bây giờ về anh kêu là em ơi đi ăn bánh khọt xem là so sánh giữa bánh khọt người ta làm với lại vợ làm xem ai ngon hơn. Ông xã mình khoái uống nước mía lắm. Mình gọi hai ly nước mía cả nhà ơi. Đây bánh mực của mình nè, đó hấp dẫn không cả nhà. Quá wow, mực sữa luôn. Cũng nó khác. Úi trời ơi, nó giòn dễ sợ luôn. Vậy là phải bỏ dầu thiệt nhiều nó mới giòn cả nhà ơi. Còn bên đây nè, đó. Đây là ông xã tôm. Một dĩa được 2 4 6 8 cái. Phải không ta? 2 4 6 8 8 cái bánh khọt cả nhà, một dĩa là 8 cái. Rồi bây giờ mình ăn thôi cả nhà ơi. Mà cả nhà ăn bánh khọt với hai vợ chồng mình nha. Good, but my wife better. Ông xã khen cả nhà là ngon nhưng mà vợ của ông làm ngon hơn. Ông định ông thôi qua Mỹ đâu làm cho ông ăn. Mà cả nhà ăn bánh kho tôm, ý lộn, mực. Để mình xem cả nhà ơi, chắc chắn là chỗ này họ làm ngon hơn mình làm được. Cứ là vợ nó rất là giòn luôn. Đây là lần đầu tiên mình ăn bánh khọt mực sữa cả nhà. Chứ thường là mình ăn mực cắt rau thôi chứ chưa có ăn tôm mực sữa này. Nó giòn dễ sợ luôn. Thank you.
think it's spicy. I think it's it. Sau 3 năm ở Mỹ làm bánh phở châu cả, bây giờ công nhận là ở Việt Nam Vũng Tàu. Mình chưa cho ăn bao giờ ăn bánh phở ở chỗ khác nha. Ở Vũng Tàu á, cái bánh phở ngon. Không biết các chỗ khác thì họ làm như thế nào mình chưa ăn. Mà công nhận họ làm ngon hơn mình làm nhiều lắm. Giòn. Sữa này nó không dài hết trơn hả? Yeah.
dĩa 8 cái mà 55 ngàn mà không thả nồi. Thì ra là chị bánh phọt đổ thiệt là nhiều dầu nó mới giòn vậy hả ta? Quá đã. No đây rồi cả nhà ơi, cả nhà ơi, ai thèm bánh khọt chạy lại chỗ này ở Vũng Tàu á. Ở đường Hoàng Hoa Thám á. Đường gì vậy đó? Đường Hoàng Hoa Thám mà mấy ở đây cái quẹo vô cái mé ở đây không biết đường gì nữa mà đường cái quán ba mà có cái màu đen đen mà có cái ship là cái thuyền gì màu đen đen mà vũ trường á nhà đối diện nó đó. Thôi mình đi về thôi cả nhà ơi, cả nhà các video sau.